Hello, chào mừng ông quay trở lại với Tokyo Camera. Mình đang rất là vui vì lại có cơ hội được cầm trên tay chiếc FPV drone mới nhất của nhà DJI, đó chính là Avatar 2. Và ngay từ khi ra mắt thì đây là một cái sản phẩm đã nhận về rất là nhiều sự quan tâm của cả những người làm nghề và cả những anh em chơi FPV drone nữa. Và cũng có nhiều câu hỏi đặt ra là liệu chiếc Avatar 2 này mà đem đi so sánh với Mini 4 Pro thì sẽ như thế nào? Mặc dù mình nghĩ rằng là nếu mà so sánh hai cái máy thuộc hai cái dòng khác nhau thì nó cũng khá là khập khiễng. Nhưng mà nếu mà bạn là một người mới bắt đầu tìm hiểu thì video này sẽ cho bạn một cái nhìn rõ hơn về sự khác biệt giữa dòng FPV drone và flycam truyền thống. Vậy cùng tìm hiểu nhé. Mini 4 Pro và Avatar 2 thuộc hai dòng máy khác nhau nên về tổng thể ngoại hình và thiết kế của chúng có nhiều khác biệt. Mỗi thiết bị đều có đặc điểm riêng và được thiết kế để phục vụ cho những trường hợp cụ thể khác nhau. Đối với DJI Mini 4 Pro, đây là chiếc flycam truyền thống thuộc dòng Mini Series của nhà DJI. Đây là chiếc máy thường được bay với tốc độ thấp, bay cao và xa để quay và chụp những khung hình đẹp nhất. Như chúng mình đã chia sẻ ở những video trước thì đây là chiếc flycam nhỏ nhẹ, tiện lợi khi di chuyển và đặc biệt nó dành cho tất cả mọi người. Dù bạn là người đã có nhiều kinh nghiệm bay flycam hay là chưa thì đều có thể dễ dàng làm quen và điều khiển Mini 4 Pro. Khác với Mini 4 Pro, trải nghiệm bay mà dòng FPV drone của Avatar 2 mang lại thì hoàn toàn khác. Với ngoại hình nhỏ gọn và cực kỳ chắc chắn, Avatar 2 được thiết kế để bay nhanh và bay gần với các vật cản. Cũng giống như với DJI Avatar thì Avatar 2 vẫn giữ kích thước nhỏ, có thể dễ dàng cất gọn vào bất kỳ chiếc ba lô camera nào, giúp trải nghiệm chơi FPV đơn giản và thú vị hơn nhiều. Và trải nghiệm của người dùng có thể chân thực hơn nữa nhờ việc quan sát trực tiếp những gì mà drone nhìn thấy thông qua kính Google 3. DJI Mini 4 Pro là chiếc flycam rất tiện lợi khi mà giờ đây nó có thể kết nối và được sử dụng với nhiều bộ điều khiển khác nhau. Thông thường thì Mini 4 Pro sẽ được sử dụng nhiều nhất với bộ điều khiển tích hợp màn hình RC2. Tuy nhiên thì nó cũng có thể dùng với bộ điều khiển RCN2 không tích hợp màn hình. Hoặc bạn muốn thử trải nghiệm bay FPV drone thì cũng có thể kết nối Mini 4 Pro với tay cầm điều khiển RC Motion 2 cùng kính Goggle 2. Đối với Avatar 2 thì chúng ta có thể sử dụng nó với kính Goggle 3 và tay cầm RC Motion 3 hoặc là với tay cầm DJI Remote Controller 3. So với phiên bản tiền nhiệm, tay cầm RC Motion 3 được thay đổi thiết kế giúp người dùng có cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng. Còn phiên bản kính Goggle 3 hiện nay đã có khả năng cho phép người dùng nhìn ra môi trường bên ngoài khi đeo kính nhờ vào hai camera gắn ở phía trước và đồng thời có khả năng chia sẻ dữ liệu thông qua Wi-Fi mà không cần kết nối dây như những đời trước. Về chất lượng camera thì chúng mình đã có rất nhiều video trên kênh nói về camera của chiếc Mini 4 Pro. Đây là chiếc flycam có chất lượng camera tốt với cảm biến 1.3 inch với 48 megapixel, có thể quay được ở 4K 100fps và được rất nhiều người ưa chuộng, kể cả là những anh em làm nghề. Camera của Avatar 2 được nâng cấp và tốt hơn nhiều so với phiên bản Avatar cũ. Đầu tiên, cảm biến của Avatar 2 là CMOS 1.3 inch, lớn hơn so với thế hệ trước, cho phép người dùng quay HDR 4K 60fps và rất phù hợp với những ai mà thích bay buổi đêm. Tiếp theo, ở phiên bản này, máy đã có hỗ trợ chế độ màu D-Log M10bit, có thể là ghi lại nhiều chi tiết hơn dù bạn bay trong điều kiện đủ sáng hay là thiếu sáng và cho phép can thiệp nhiều hơn trong quá trình hậu kỳ. Và điểm cải tiến đáng nói nữa là Avatar 2 sở hữu bộ nhớ trong lên tới 46GB, lớn gấp đôi so với tiền bối Avatar của mình. Điều đó mà người dùng có thể tập trung nhiều hơn vào trường hợp bay. Cả Avatar 2 và Mini 4 Pro đều sở hữu chất lượng camera vượt trội. Tuy nhiên thì chúng được thiết kế để sử dụng cho những cái mục đích và trong những cái tình huống cụ thể khác nhau. Nên là cái cảnh quay mà Avatar 2 và Mini 4 Pro đem lại cũng sẽ rất là khác nhau. Nếu bạn là người thích có những hình ảnh và thước phim ổn định từ khoảng cách xa thì DJI Mini 4 Pro sẽ chính là chiếc flycam dành cho bạn. Với công nghệ truyền sóng O4 thì Mini 4 Pro rất đáng tin cậy trong những trường hợp cần bay ở khoảng cách xa. Về phần này thì chúng mình đã có video chia sẻ rất kỹ về Mini 4 Pro cùng một vài cảnh quay từ nó. Bạn có thể tìm xem lại trên kênh nhé. Nếu bạn là người ưa mạo hiểm, đã có kinh nghiệm bay và thích ghi lại những shot quay ngoạn mục thì mình khuyên bạn nên lựa chọn DJI Avatar 2. Như mình đã nói ở trên thì Avatar 2 là một chiếc FPV drone chuyên dùng để bay nhanh và gần với các vật cản. Nó có thể bay ở trong nhà nhờ ngoại hình nhỏ gọn của mình. So với thế hệ trước thì Avatar 2 được cải tiến thêm về khả năng chống rung và một số hỗ trợ nhào lộn khi bay, giúp shot quay của bạn thú vị và ngoạn mục hơn bao giờ hết. Ngoài ra, DJI cũng cải thiện hơn về hình ảnh, độ an toàn và thời lượng bay để giúp cho những người mới có thể dễ dàng làm quen với FPV drone. Một cái điểm đáng lưu ý nữa đó là thời lượng bay của hai máy. Mặc dù mình nghĩ rằng là cái việc
so sánh pin của hai chiếc máy này nó khá là không hợp lý, bởi vì chúng nó được thiết kế cho các mục đích khác nhau, nên là cái thời lượng bay của Avatar 2 và DJI Mini 4 Pro sẽ có sự chênh lệch rõ rệt. Mini 4 Pro thường được dùng để bay xa hoặc lơ lửng ở khoảng cách cao nhằm tìm kiếm khung hình hoàn hảo nhất, nên là nó có thời lượng bay lên tới 34 phút. Còn thời lượng bay của Avatar 2 thì khoảng 23 phút, ít hơn nhiều so với Mini 4 Pro, nhưng đó là điểm cải tiến so với phiên bản Avatar đời trước. Với người dùng Avatar bình thường như mình hoặc là những anh em làm nghề thì mọi người vẫn thường mua thêm pin để có trải nghiệm bay tốt, tránh gây gián đoạn cho quá trình sử dụng. Và vậy chúng ta vừa đi qua một số cái điểm so sánh giữa hai chiếc máy đang đều rất là hot, đó là Avatar 2 và Mini 4 Pro. Vậy thì đâu sẽ là chiếc máy dành cho bạn? Mini 4 Pro thì sẽ dành cho những ai mà chưa tự tin lắm với khả năng điều khiển flycam của mình, và dành cho những ai mà làm sáng tạo nội dung, vì những cái tính năng và công nghệ được tích hợp trong chiếc máy này sẽ rất là thuận tiện cho bạn. Còn đối với những người mà đã điều khiển drone rất là tốt rồi và muốn có những cái thước phim thật là sống động, hoặc là bạn chỉ muốn có thêm những cái trải nghiệm mới, thì Avatar 2 sẽ là chiếc máy dành cho bạn. Và đối với bản thân mình, nếu mà được chọn thì mình sẽ chọn chiếc Mini 4 Pro này, bởi vì thú thật thì khả năng bay flycam của mình cũng chưa quá là tốt. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video so sánh giữa DJI Avatar 2 và Mini 4 Pro của chúng mình. Và nếu thấy video này hay, hãy đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.